Bỏ qua lời chê của Bầu Đức, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ấp ủ mộng lớn cùng bóng đá Việt Nam. Thưa quý vị, không còn quá bận tâm đến những chỉ trích mang tính công kích của Bầu Đức nhắm vào bản thân mình sau hành trình tại World Cup cùng U20 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá thoải mái khi chia sẻ với chúng tôi về những dự định của bản thân cho tương lai. Trả lời câu hỏi những thông tin về việc Bầu Đức đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của anh sau World Cup, vị thuyền trưởng của U20 Việt Nam cho biết, cuộc sống mà làm sao có thể làm hài lòng tất cả mọi người được, đúng không bạn? Nhân vô thập toàn, được lòng người này thì sẽ mất lòng người khác. Tôi đã quá quen với những dư luận như vậy từ khi ngồi vào chiếc ghế này. Đứng trước ý kiến từ một người có ảnh hưởng bóng đá Việt Nam như thế, nếu mình im lặng, mọi người sẽ nghĩ mình chấp nhận, đó là sự thật. Nói lại, mình lại ngang hàng với họ hay sao? Thế nên tôi chọn cách phản ứng vừa đúng mực để mọi người đủ hiểu bản chất vấn đề là gì. Lời nhận xét của Bầu Đức có ảnh hưởng tới đôi chút đến cuộc sống của tôi. Gia đình và bạn bè tôi hỏi rất nhiều về những lời nói của Bầu Đức, nhưng tôi chỉ cười trừ và không đưa ra bình luận gì cả, không có thời gian để giải thích với từng người. Những gì cần thiết, tôi đã phát biểu với truyền thông. Phớt lờ tất cả những lời nói đanh thép của vị phó chủ tịch VFF nhắm vào bản thân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có kỳ nghỉ khá vui vẻ cùng mẹ già và hai con nhỏ tại thành phố biển Nha Trang. Khi được hỏi về những kế hoạch cho tương lai, vị thuyền trưởng người Khánh Hòa cho biết, cuộc sống đối với tôi không bao giờ là đủ. Tôi không thỏa mãn những gì mình đã làm được hôm nay. Tôi muốn đạt được nhiều thành công hơn nữa cùng bóng đá Việt Nam. Nhiều người nói tôi viển vông khi nói rằng Việt Nam sẽ trở lại World Cup, nhưng tôi nói điều đó là có cơ sở. Chúng ta đã một lần có mặt ở đó, tại sao không thể quay trở lại trong tương lai? Bóng đá Việt Nam đã có những bài học kinh nghiệm quý giá từ sân chơi World Cup. Đó chính là những viên gạch đầu tiên để chúng ta hướng đến những thành tích tốt trong tương lai. Tôi sẽ quay trở lại với công việc sau hơn một tuần nữa. Tôi sẽ tiếp tục đi nhặt sẵn khô, biến nó thành những viên ngọc quý cho bóng đá Việt Nam. Chúng ta có hơn 90 triệu dân, chắc chắn sẽ có được một đội tuyển đủ mạnh, đủ sức đưa Việt Nam ở lại World Cup. Để làm được điều đó, tôi mong nhận được sự giúp sức của tất cả mọi người, những trung tâm tốt như Hoàng Anh Gia Lai, BVF, Viettel, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, cho ra những sản phẩm chất lượng, sự đồng hành của người hâm mộ. Tất cả những yếu tố đó sẽ biến giấc mơ lần thứ hai góp mặt ở World Cup của Việt Nam thành hiện thực. We'll be right back.